Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Nhị thời Vô Tận Ý Bồ Tát Tức Tùng Tọa Khởi, Thiên Đảng Hữu Kiên Hiệp Trượng Hước Phật Nhi Tác Thị Ngôn. Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát, dị hà nhân duyên danh Quán Thế Âm. Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nhược cựu phô lượng bá thiên vạn ức chúng sanh thọ chi khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời quán kỳ âm thanh giai đất giải thoát. Nhược cửu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát chánh dạ, thiết nhập đại hỏa hỏa bất năng thiêu, do thì Bồ Tát oai thần lực cố. Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu tức đắc thiện xứ. Nhược cửu bá thiên vạn ức chúng sanh, vì cầu kim ngân lưu ly sa cừ mã não sa hô hộ phách trân châu đặc bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong suy kỳ thuyền phượng phiêu đọa la sát quỷ quốc, kỳ trung dược hiệu đại trí nhất nhân, xưng Quán Thế Âm Bồ Tát chánh dạ, thì chư nhân đặng giai đất giải thoát la sát chi nạn, dị thị nhân duyên danh Quán Thế Âm. Nhược phục hữu nhân lâm đương bị hại xưng Quán Thế Âm Bồ Tát chánh dạ, bị sợ chấp đao trường tâm đoạn đoạn hoại nhi đất giải thoát. Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mạng trung dạ xoa la sát dục lên đạo nhân, vân kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát chánh dạ, thì chữ ác quỷ thường bất năng dị ác nhạc thị chi huống phục gia hại. Thiết phục hữu nhân như cửu tội nhược vô tội, nữ giới già tọa kiệm hề kỳ thân, xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, giai tất đoạn hoại tức đắc giải thoát. Nhờ tam thiên đại thiên quốc độ, mạng trung oán tặc hữu nhất thương chủ tương chư thương thân, tê trì trọng bảo kinh hóa hiệp lộ, kỳ trung nhất nhân tác thì sứ ngôn, chư thiện nam tử vật đắc khủng bố, giữ đặc ưng đương nhất tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, thì Bồ Tát năng dĩ vô úy thí ư chúng sanh, giữ đặc nhược xưng danh giả ư thử oán tặc đương đất giải thoát. Chúng thương nhân vân cô phát tinh ngôn: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xưng kỳ danh cố tức đắc giải thoát. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát oai thần chi lực nguy nguy như thị, như cửu chúng sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắc ly dục, nhược đa sân nhuế thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắc ly sân, nhược đa ngu si thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắc ly si. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đặng đại oai thần lực đa sở nhiêu ích, thì có chúng sanh thường ưng tâm niệm, như cửu nữ nhân thiết dục cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phước đức trí huệ chi nam, thiết dục cầu nữ tiền sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, tức thực đức bổn chúng nhân ái kính. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực, như cửu chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bất đường quyên, thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Vô tận ý như cửu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ, phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục hòa cụ y dược ư như ý văn hà, thì thiện nam tự tiền nữ nhân công đức đa phủ
vô tận ý ngôn, thầm đa thế tôn, Phật ngôn, nhờ phục hữu nhân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, đại trí nhất thời lễ bái, cúng dường, thì nhị nhân phước, chánh đẳng vô dị. Ư bá thiên vạn ức kiếp, bất khả cùng tầng, vô tận ý, thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát, vân hà du thử ta bà thế giới, vân hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp, phương tiện chi lực kỳ sự vân hà. Phật cáo vô tận ý Bồ Tát: Thiện nam tử, như cựu quốc độ chúng sanh ứng dị Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị bích chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị đế tích thân đắc độ giả, tức hiện đế tích thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị đại tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện đại tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị tể quan thân đắc độ giả, tức hiện tể quan thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị tỳ kheo tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị trực giả, cư sĩ, tệ quan, bà la môn, phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dị thiên long già xoa càn tháp bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hồ la già nhân vì nhân đẳng thân đắc độ giả, tức gia hiện chi nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ chấp kim can thần đắc độ giả, tức hiện chấp kim can thần nhi vị thuyết pháp. Vô tận ý, thì Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu như thị công đức, dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ độ thoát chúng sinh, thì có nhữ đặng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, ư bố úy cấp nạn chi trung năng thí vô úy, thì cố thử ta bà thế giới, gia hiệu chi vi thí vô úy dạ. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim đương cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tức giải cảnh trung bảo châu anh lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dị dữ chi tác tỳ ngôn, nhân giả thọ thử pháp thí trân bảo anh lạc. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát bất khẩn thọ chi, vô tận ý phục bạch Quán Thế Âm Bồ Tát ngôn: Nhân giả mẫn ngã đặng cố thọ tự anh lạc. Nhị thời Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát: Đương mẫn thử vô tận ý Bồ Tát cập tứ chúng, thiên long dạ xoa
Can Thác Bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hậu La Già Nhân Phi Nhân Đẳng Cố Thọ Thử Anh Lạc. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát bằng chư tứ chúng cập ư thiên long nhân phi nhân đẳng thọ kỳ anh lạc phân tác nhị phật nhiếp phần phụng Thích Ca Mâu Ni Phật nhiếp phần phụng Đa Bảo Phật Tháp vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát cửu như thị tự tại thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận ý Bồ Tát dị kệ vấn viết Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vất Bỉ Phật Tự Hà Nhân Duyên Danh Vi Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đáp Vô Tận Ý Như Thính Quán Âm Hành Thiên Ứng Chư Phương Sở Hoàng Thệ Thâm Như Hải Lịch Kiếp Bất Tư Nghị Thị Đa Thiên Ức Phật Phát Đại Thanh Tịnh Nguyện Ngã Vì Dữ Lược Thuyết Văn Danh Cập Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hữu Khổ Giả Sự Hưng Hài Ý Thôi Lạc Thôi Lạc Đại Hỏa Khanh Niệm Bị Quán Âm Lực Hỏa Khanh Biến Thành Trì Hoặc Phiêu Lưu Cự Hải Long Chư Ngư Quỷ Nạn Niệm Bị Quán Âm Lực Ba Lạ Bất Năng Một Hoặc Tại Tu Di Phong Vì Nhân Sợ Thôi Đọa Niệm Bị Quán Âm Lực Như Nhật Hư Không Trụ Hoặc Bị Ác Nhân Trục Đọa Lạc Kim Cang Sơn Niệm Bị Quán Âm Lực Bất Năng Tổn Nhất Mau Hoặc Trị Oán Tật Nhiều Các Chấp Đau Cha Hại Niệm Bị Quán Âm Lực Hàm khởi từ tâm hoặc tao vướng nạn khổ lâm hình dục thọ chung niệm bị quán âm lực đau tầm đoạn đoạn hoại hoặc tu cấm già tọa thủ túc bị nữ giới niệm bị quán âm lực thích nhiên đắc giải thoát chú trớ chư độc dược sở dục hại thân giả niệm bị quán âm lực Hoàng trước ư bổn nhân Hoặc ngộ ác la sát Độc lòng chư quỷ đặc Niệm bị quán âm lực Thời tất bất cảm hại Nhược ác thú vi nhiều Lời nha trạo khả bố Niệm bị quán âm lực Tật tạo vô biên phương Ngoan xà gặp phúc yết Khí độc yên hỏa nhiên Niệm bị quán âm lực Tầm thân từ hồi khứ Vân lôi cổ xiết điện Giáng bạc chú đài võ Niệm bị quán âm lực Ứng thời đắc tiêu tan Chúng sanh bị khổ ách Vô lượng khổ bức thân Quán âm diệu trí lực Năng cứu thế gian khổ Cù túc thần thông lực Quảng tu trí phương tiện Thập phương chư quốc độ Vô sát bất hiện thân Chủng chủng chư ác tú Địa ngục quỷ súc sanh Sanh lão bệnh tử khổ Dĩ tiềm tắc linh diệt Trên quán thanh tịnh quán Quảng đại trí huệ quán Bi quán cập từ quán Thường nguyện thường chiêm ngưỡng Vô cấu thanh tịnh quán Huệ nhật phá chư ám Năng phục Tai phong hỏa Phổ minh chiếu thế gian Bi thế giới lôi chân Từ ý diệu đài vân Chú cam lồ pháp võ Diệt trừ phiền não diệm Tránh tụng kinh quang sứ Bố úy quân trận trung Niệm bị quán âm lực Chúng oán tắc thối tan Diệu âm quán thế âm Phạm âm hại triều âm Thắng bị thế gian âm Thì cố tu thường niệm 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 vật sanh nghi Quán thế âm tình thanh Ư khổ não tự ách Năng vị tác y hộ Cù nhất thế công đức Từ nhạc thị chúng sanh
phước tù hại vô lượng, thì cố ứng đảnh lễ. Nhĩ thời Trì Địa Bồ Tát tức tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như cựu chúng sanh văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm, tự tài chi nghiệp, phổ môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhân công đức bất thiệu. Phật thuyết thị phổ môn phẩm, thời chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sanh, giai pháp vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, diệu pháp Liên Hoa Kinh, Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm chân ngôn viết: A Đa Rị Đa Rị Đốt Đa Rị Đốt Đốt Đa Rị Ta Bà Ha, A Đa Rị Đa Rị Đốt Đa Rị Đốt Đốt Đa Rị Ta Bà Ha, A Đa Rị Đa Rị Đốt Đa Rị Đốt Đốt Đa Rị Ta Bà Ha. Phổ môn tán: Phổ môn thị hiện cứu khổ tâm thanh, từ bi thuyết pháp độ mê tân, phó cảm ứng tùy hình, tứ hải thanh ninh, bát nạn vĩnh vô xâm. Thập nhị nguyện: Một, Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Từ Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoàng Thệ Nguyện. Hai, Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Ba, Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tâm Thánh Cứu Khổ Nguyện. 4. Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. 5. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liệu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. 6. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. 7. Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. 8. Nam mô Vọng Nam Nham Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Dạ Tọa Giải Thoát Nguyện. 9. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. 10. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. 11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. 12. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Thập Nhị Đại Nguyện Thể Hoàng Thân Khổ Hải Phiếm Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sát Sát Hiện Vô Cùng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Nam mô A Di Đà Phật.